Harmonin 2015 lên đường, giao cho anh trai trên Đức Trọng này. Anh chị thấy ngoài trời mưa không? Mưa tầm tã luôn anh em. Hôm nay em trai xuống lấy mẫu ghe Harmonin 2015 bên Trần Anh nè. Xe này được trước anh trai cọc rồi, rồi giờ anh trai xuống, anh trai test xe, anh trai chạy thử, anh trai ưng luôn rồi, rồi bán cho anh trai này. Giá thành rẻ 155. Đó, được chưa? Em còn về còn nhiều xe. Đây là em, hai vợ chồng đứa em đây. Cười. Đó, giao xe rồi. Avante. Avante đời 2012. Chạy chuẩn 88.000 xe gia đình. Xe gia đình 2 đầu mốt rin, 2 chìa khóa rin. Bản là phân khúc C. Anh em đi mẫu này bao đầm nha. Nói chung là cũng cảm ơn mấy anh em cũng đã tin tưởng ủng hộ cho anh trong suốt thời gian vừa qua. Được cái mình có niềm tin, bán khách hàng tin tưởng nha. Đó, những khách hàng cọc cho Trần Anh, người ta lên người ta lấy xe, người ta không có chê điểm nào luôn. Mình cứ tải chuẩn cái xe cho người ta, lấy người ta chê. Mình tải xe gian, tải xe xạo thì người ta lên coi không đúng, người ta chê, đúng rồi còn gì nữa. Cứ xe có tình trạng, xe có sao là nói thẳng, nói chuẩn là như thế. Và cái thứ hai, cái clip mình up lên thì nó còn nằm ở trên đó đó. Cứ tới coi clip so với thực tế xe coi như thế nào. Lasetti này cũng vừa mới về 209. Mẫu này góp cho anh em 30 triệu, giá 120 cho anh em, hỗ trợ anh em góp 30 triệu anh em nha. Máy móc chạy thời gian mẫu này canh chỉnh rồi, tại mấy cái dòng Daegu này chạy một thời gian cỡ tầm 300-200 ngàn hay là phải canh chỉnh máy móc rồi. Xe cỏ, xe cũ thì nó vậy thôi anh em. Đèn đuốc rồi xe mới. Phía trước là thay máy tinh 209. Anh em nào quan tâm mẫu này anh em alo cho Trần Anh ô tô. Innova giá 180. Đời 2006, chuẩn G, nước sơn đen bóng đẹp không anh em. Em này 7 chỗ gầm cao nha. Không lo về giá, được chưa cô chú anh chị. Bên Trần Anh hỗ trợ góp cho, tiếp tục cho anh em 30 triệu nữa. Đưa trước 150 triệu lấy xe. Hàng G màu đen. Ở Trần Anh gọi là châu già. Châu già của Nhật Bản. Thương hiệu đến từ Nhật. Dòng Toyota là thương hiệu đến từ Nhật bà con nha. Châu già của Nhật Bản, nước sơn bóng loáng nè anh em, coi nước sơn đã không? Lấy cái tay xoe 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 bóng lư luôn. Đồ chơi lên full rồi, màn hình Android. Cam dê full hết toàn bộ rồi. Ở gia đình chạy mẫu này thôi. Màu đen thì ít có ai chạy dịch vụ. Máy này thì chạy qua thời gian 5 tháng thì máy móc cũng có làm máy rồi. Nói chung nói thẳng vậy đó. Số là rin. Chứ còn đời 2006 Trần Anh thấy nhiều anh chị quay lên cứ rin lắm mà chưa đụng đến con ốc con tán. Chưa đụng đến thì chỉ có chùm mền. Mà chùm mền thì sẽ là 0 km thì nó mới rin được nha bà con. Chứ xe chủ nhà người ta vừa chạy mà, vừa chạy vừa bảo dưỡng, làm sao mà nói là máy rin hết được. Cho nên chính vì như vậy đó, Trần Anh tại xe chuẩn khách hàng người ta mới tìm đến mình nhiều như thế này. Đến như này bán luôn luôn bán chạy. Luôn luôn bán chạy. Đặc biệt là những mùa mưa giông bão tố, bán chạy cực kỳ chạy luôn. Thay vì anh chị phải đi một chiếc xe máy thì bây giờ anh chị sẽ đi một con ô tô để anh chị làm cái phương tiện che nắng che mưa. Đó, mùa mưa giông bão, được chưa anh em? Vượt qua mùa mưa giông bão này, chúng ta sẽ gặp ánh bình minh tươi sáng. Được chưa anh em? Nội thất đẹp. Màn hình Android Kia Morning Sport 2011. Số sàn nha. Trang bị túi khí nè, điều hòa tự động, đồ chơi kính mít rồi nha bà con. 2011 bán cho anh em 135, anh em mua cho anh sẽ bớt cho anh em đâu đó loanh quanh 50 triệu gì đó, còn 120 mấy rẻ không, 120 mấy triệu sở hữu ngay mẫu Harmonin Top Sport rồi. Mâm 15 nguyên si nha, cản Sport này, cản trước cản sau là Sport hết toàn bộ, không độ chế nha, gia đình không dịch vụ nha. Đây là máy của em Lasetti form mới 2011, máy crew. Máy crew nha anh em chạy mẫu crew, anh em mở cục máy ra, cục máy ấy, em crew nó sao thì em lại city nó vậy, form mới rồi, em này đẹp lắm. Đó, 135 triệu mẫu này nha anh em, xe bao đẹp luôn, bên công ty đang bán 140 luôn á. Cho anh để cho anh em chỉ mua một mức giá rất là thấp, mà đồng thời cho anh sẽ hỗ trợ góp cho bà con có bác luôn. Đó, có mua là có bớt luôn. 47A47164. Phong dáng của em là Lasetti đẹp không? Em này máy 1.6 đi, em này sẽ lành tính. Thứ nhất là lành tính, cái thứ hai là sở hữu
cục máy của công nghệ của Mỹ. Đi tuyệt vời nha bà con, quá đẹp, sơn si vỏ viết rồi nội thất đẹp sạch sẽ lắm. Kia Morning 160 này. Hỗ trợ tiếp tục cho anh em 30 triệu, 2015, nước sơn màu vàng, vàng gold, màu ghi vàng anh chị. Đây bà con này, gia đình nha, không có dịch vụ nha. Thường thường á, chỉ anh chị cái mẹo qua xe nè, những cái xe mà người ta mà chạy nhiều, mà chạy taxi nhiều á, là cái ghế này nó sẽ không còn. Anh biết là, anh chị biết là khi mà anh chị mua xe mới á, là cái ghế này nó còn đi theo xe nè. Anh chị thấy không, cái xe này anh chị có ghế nó còn nguyên bản hết từ lúc mua mới, nó không có dấu hiệu là mọc ghế nè. Ghế rin vẫn còn nguyên si, không có dịch vụ đâu. Chứ còn dịch vụ chạy nhiều thì làm sao mà còn được cái ghế như vậy, đúng không? Nên anh em mua, anh em coi một con xe, anh em phải biết đâu là người ta nói thật, đâu là người ta nói dối. Ok chưa anh em? Đó là vậy. Đây là mẫu Captiva 2007 nè. Một người em trai cọc cho Trần Anh 10 triệu hơn 20 ngày rồi. Người em nó nói với Trần anh ơi, em lỡ thua độ bóng đá, em không có tiền em mua xe anh rồi, thì thôi cho em mất cọc. Cái Trần Anh mới nói lại một câu nguyên văn như thế này: em ơi, màu áo phong sương mình ước huy hoàng, được bàn tay chính nàng, em cọc chính trực tiếp cho Trần Anh, thì 10 triệu đó Trần Anh sẽ trả tiền cọc cho em, không lấy của em 1.000 nào hết. Cọc 10 triệu trả 10 triệu đúng ra nguyên tắc á. Chỗ khác á, anh chị cần cọc mà anh chị tới coi, anh chị không lấy thì cũng đã mất cọc rồi. Chứ đừng nói là giữ xe đến 20 ngày, 20 ngày chờ đợi em trai đó, vẫn trả lại tiền cọc cho em trai. Em trai đó tuốt ở Phú Yên lận. Đó là cái tình cảm Trần Anh dành cho em thôi, chứ không có gì nha. Nói chung mình trả cọc thì người em đó cũng cảm ơn, nhưng cũng có khen Trần Anh là anh sau này em có mua xe ở đâu đi nữa em cũng phải ủng hộ anh. Đó vì sao mình như vậy đó, cho nên là khách hàng người ta mới tin tưởng mình. Thì hôm nay mẫu xe Captiva này Trần Anh đăng, Trần Anh bán lại nha anh em. Xe này xe đẹp lắm anh em, 2007 mà đồ chơi phun kính rồi nè, đồng hồ là sáng trưng nè nha bà con. Trần Anh chỉ bán giá cho em có 150 triệu, hỗ trợ cho em có 30 triệu, em đưa trước 120 em lấy xe. Và bà con mua mẫu này thì Trần Anh cũng bán lại hệ thống ghế chính điện đó, sơn rin nhiều lắm, sơn rin này 70% luôn, chạy thì tầm 12 lít. Khách cọc mà khách không lấy xe Trần Anh trả cọc đó, 20 ngày rồi gặp như bà con, chắc bà con cho ông anh ông mất cọc rồi, chứ đâu có phải là trả cọc đâu. Nhưng mà Trần Anh vẫn trả cọc, đó là cái gì, một chữ tín, nói được làm được, vẹn niềm tin, được chưa? Nó vậy thôi, cuộc sống ai cũng có lầm lỡ, ai cũng có cơ nhở hết, thì mình hãy cho nhau một cái lối sống, nó gọi là tin tưởng nhau đi, cho nhau một cái lối sống thật là tốt đi. Đó thì sau này thì chúng ta với mãi mãi là anh em được, chứ mình cứ đi lấy cọc mấy đồng lẻ đó làm gì để mang tiếng tội nghiệp người ta. Nó vậy thôi. Có thể là Trần Anh nói đối với Trần Anh á, 50 triệu nó không là nhiều, nhưng mà đối với bà con có bác á, những anh chị nào ở quê như là ở miền Tây, miền Trung đó, người ta khổ, người ta đi gom góp rồi thu vụ mùa nào, làm lúa nè, được bao nhiêu tiền đâu. Mua một con xe mình mà tự nhiên mình cho người ta mất cộng cái tội nghiệp người ta, đúng không anh em? Nghĩ tức chứ, Trần Anh cũng tức mà. Đó là vậy, cho nên là Trần Anh đúc kết một cái kinh nghiệm cuộc đời, Trần Anh không giàu vì cái tiền đó, mà cũng sẽ không bao giờ sẽ phải làm buồn lòng khách, không bao giờ lấy tiền của khách nha cô chú anh chị nha. Đó là lời Trần Anh nói. Mẫu này em trai cọc cho Trần Anh 5 triệu rồi nè, cọc hơn 10 ngày nay không lấy nha, không lấy thì lên lại trả, tiếp tục trả cọc vậy đó. Nhưng mà anh em đừng có cố tình cọc xong rồi giam xe rồi không lấy nha, tội nghiệp em. Anh em phải biết thương Trần Anh. Trần Anh đã thương anh em thì anh em phải thương Trần Anh, được chưa? Trần Anh đã không lấy cọc của ai thì anh em cọc xe, anh em tranh thủ anh em lên anh em lấy. Có nhiều khi anh em cọc xe cho Trần Anh nửa tháng luôn anh em không chịu lấy, rồi lúc anh em lên anh em coi anh em kêu là xe không hợp màu, không hợp phong thủy, giờ chẳng lẽ lấy cọc của anh em thì kỳ, thì bắt buộc lại phải trả cọc, làm cái xe Trần Anh thì mất ví. Cho nên Trần Anh nói vậy thôi, còn cứ cọc cho Trần Anh yên tâm, không phải lo cọc xe bao nhiêu là còn nguyên đó bao nhiêu, không mất ngàn, được chưa? Nói vậy thôi anh em. Đó, Captiva trả cọc cho người em rồi nha, đang bán lại mẫu Captiva này nha, giá chỉ có 150 triệu mẫu này cho anh em, hỗ trợ cho anh em có 30 triệu, đưa trước 120 triệu lấy ngay mẫu Captiva xe đẹp, đăng kiểm tháng 9 2024, mẫu này đăng kiểm 1 năm, xe này máy móc bao chất cho anh em luôn.
Fire X này thì một người em trai cọc cho Trường Anh mấy chục chai rồi, chờ ngày giao xe thôi, 2014 nha anh em. Đó, được chưa? Đường không đi, con đường như thế nào? Chấm chấm chấm. Mọc gì à? Mọc gì à? Mọc đầy cỏ dài. Người mà đi lấy cọc của nhau đó là người gì à? Người đẻo, không phải là người thân nha cô chú anh chị nha. Cho nên là anh em mua xe anh em yên tâm, tất cả ok hết cho anh em. Hôm nay Trần Anh giao mẫu xe cho khách rồi nè. Đây là người em nè. Sao em mua xe mà khuôn mặt em có vẻ trầm tư suy nghĩ vậy? Em suy nghĩ gì? Em có nỗi niềm tâm sự gì em nói anh Trần Anh nghe coi. Có nỗi niềm gì không? Không hả? Rồi thấy chiếc xe sao? Có ý luôn đi. Được anh. Được chưa? Anh bao quay đầu mấy món bảo hành cho. Chạy thời gian cứ lỗ 20 triệu xuống đây. Cho chú 4 tháng gì đó. Xuống đây mua lại ngay. Rồi vậy thôi. Quan trọng là mình phải hiểu được cái niềm tin của khách. Niềm tin giá trị nhất của một con người là sao? Có những người khách là ghé thăm salon nè, đứng chờ, đứng chú mưa đúng không ạ? Đứng chú mưa ok. Rồi thôi chào anh em nha.